Hello, hello, hello anh em. Xin chào anh em. Sau đây là mình xin giới thiệu cho anh em một tựa game, đó là game Gunpow Privat. Thì sau đây là mình sẽ vào trong con game này nhé. Thì game sẽ free cho anh em là 588.000 kim cương. Thì làm sao để có kim cương thì sau đây là mình sẽ tiến hành là mình vào con game này. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng nhập, đăng ký tài khoản và đăng nhập vào game, lập tên nhân vật nhé. Sau đó là làm sao mà để có kim cương thì mình sẽ... Rồi, bây giờ anh em sẽ tiến hành anh em đăng ký tài khoản cho mình tại đây. Thì anh em bấm vào chữ đăng ký này. Tài khoản này dùng email, ký tự hoặc số. Rồi, mình sẽ ghi tài khoản mình, kênh giải trí tổng hợp. Rồi, mình bấm đôn là xong rồi. Rồi, mình sẽ nhập mật mã của mình vào đây anh em ạ. Rồi, ok. Mình sẽ nhập lại mật mã này. Rồi, ok. Sau khi nhập xong, anh em sẽ tiến hành bấm đăng ký cho mình. Rồi, đăng ký thành công rồi thì anh em sẽ tiến hành đăng nhập. Đó. Sau đây là những một số các cái thông tin bên Trung Quốc, anh em không cần quan tâm đến làm gì. Hiện tại đang có server S1. Anh em sẽ tiến hành bấm vào server S1 này cho mình nhé. Rồi, sau đây là mình sẽ mở tiếng lên. 我们一起去冒险吧. Rồi, sau đây mình sẽ lập tên tài khoản của mình vào đây anh em ơi. Rồi. Bắt đầu vào chơi thì anh em sẽ xem cho mình cái phần chiến, cái phần cốt truyện. Rằng đi chẳng chẳng thẳng thông đa tư vị. Sấu chỉ ăn chung nhân vụ, chào công chí mù biao đa phản phong xa lá động, nhào chuẩn công chí. Nhân chinh rần, nhì hãy nâng lấy điểm. Rồi, mình đã nhặt xong đồ rồi. Bây giờ mình sẽ bắn con boss này nhé. Đã xong cái phần cốt truyện rồi. Bây giờ là mình sẽ tiến hành là bấm vào trong mục mạo hiểm anh em ơi, mục mạo hiểm này. Hiện tại là mình chưa có kim cương và chưa có ruby đâu. Anh em sẽ bấm cho mình ải 1 này để chiến nha. Chiến xong ải này thì anh em sẽ nhận được kim cương và ruby luôn. Như số chủ đề vị trí không容易. Wow! Trận đấu trong sử dụng phi hành đạo cụ, nhanh chóng chiếm lĩnh hữu lợi địa hình. Hoạt động màn hình, hướng yêu phi của phương hướng phản hướng la động. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bắn con này nha. Rồi, ok, mình đã bắn xong. Rồi anh em sẽ xem điều kỳ diệu sẽ xảy ra này. Rồi anh em sẽ xem điều kỳ diệu xảy ra này. Anh em bấm vào mục hoàn thành này. Đó, anh em nhìn thấy không? Kim cương và
kim cương và kim ruby đã có anh em ơi. Và có 1 triệu điểm VIP cộng với lại 10.750 điểm kinh nghiệm. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái nội dung kim nguyên bảo rồi anh em ơi. Đấy. Rồi, anh em có thể là đi ra đây và xem những người chơi nhé. Đấy, rất là đông người chơi anh em ơi. Bây giờ là anh em có thể là bấm cho mình vào cái thư mục thư để xem có quà gì để nhận nhé. Đây, quà của GM gửi cho anh em đây. Những các cái vật phẩm đây anh em ơi. Anh em sẽ nhận các cái quà vật phẩm này cho mình nhé. Đó. Đồ này. Mình mặc luôn này. Súng này. Mình dùng mắt luôn này. Toàn pet này. Mắt này. Rồi mình mặc trang bị này vào người này. Tiếp theo là cái nhẫn. Mặc này anh em ơi. Quà VIP 2 GM gửi này. Con pet này, cộng trứng này, mình để sau nhé. Còn mà vít 8 một cái cánh này anh em ơi, dùng này. Mình sẽ không mở cái quà này, mình sẽ mặc cái cánh này vào người. Đó, rất là nhiều quà GM gửi cho anh em này. Rồi, như vậy là mình đã nhận thưởng xong rồi anh em ơi. Anh em có thể bấm vào cho mình cái một kỹ năng này. Sau đó là tăng cấp kỹ năng lên nhé. Chiến đấu mang theo này anh em. Rất là đông người đang chơi anh em ơi. Đó, hiện tại là mình chưa có trang bị súng này. Anh em sẽ có thể bấm vào một cửa hàng shop cho mình nhé. Sau đó là anh em sẽ mua trang bị. Đây là cái khuyên tai này. Hiện tại mình chưa được sở hữu cái món này. Bán toàn bằng ruby anh em ơi, rất là dễ mua. Đây là ở trong dương may mắn thì anh em mới mua được nhé. Đây là nhẫn này, mua này. Đó. Mua giới hạn này anh em ơi. Cô không hiểu cái này là cái gì nữa. Game này thì được việt hóa được tầm 70% thôi. Còn lại mấy cái này là chưa việt hóa anh em ạ. Rất là hại kim cương luôn. Đây là thời trang anh em ạ. Mình sẽ mua thử một cái món này nhá. Mua cái này lại rôi ra này anh em này. Đó, được một cái cánh vĩnh viễn anh em ơi. Mặc luôn. Đó, cánh của mình đó. Đây cũng có một món này anh em ơi. Thank you.
Đó, mình mặc luôn. Đây là những món đồ này anh em ơi. Siêu nhân này. Mình sẽ mua cái đồ này nhé. Đấy, mua vĩnh viễn luôn. Mặc. Đồ lại đẹp hết rồi anh em ơi. Mặc này. Mình sẽ mua thêm cái mặt nhé anh em nhé. À, cái mặt này trông cũng đẹp hết này. Đó. Được, cái mặt ngơ ngác thì được anh em ơi. Sẽ mua vĩnh viễn luôn bằng ruby. Rồi, anh em có thể là bấm vào chinh chiến được. Thêm vào 8 thì mới vào được đấu trường nhá. Sau đây mình sẽ đi bắn. Rồi, mình khiêu chiến luôn. Rồi mình bắn tiếp nha. Xiao Zhan, hỗn loạn Hán Yu cơ. Hảo mạo lực của nhân loại, tôi muốn đi. Rồi mình khiêu chiến tiếp này. Ôi không đi luôn. nhìn khuôn mặt rất là đẹp này. Rồi mình bắn nè. Rồi mình sẽ nhận quà nhé. Ui, được thêm kim cương này anh em ơi. Wow, lại được thêm kim cương nữa này. Rồi mình tiếp tục bắn nha. Đó, mình hoàn thành này. Không thấy nơi kim cương nữa anh em ơi. Hoàn thành tiếp này. Wow, mình mở được đấu trường rồi. Bây giờ mình sẽ vào đấu trường mình chiến nha. Đối kháng này. Đó, mình đấu rồi. Ô,
bắn tuột rồi. Đó, mình được có kinh nghiệm này anh em ơi. Mình đấu tiếp nha. Đây, những phòng thi đấu đây anh em ơi. Con này khỏe hơn. Vớ vẩn là mình thua luôn ấy. Ôi hụt mất một viên rồi. Ôi nó cũng bắn hụt này anh em ơi. Nó được 2 tun liền này. Ôi mày nha, hụt nha. À đến lần mình bắn này. Đó, mình được thăng hạng đấy anh em ơi. Đó, mình có thể nhận nhiệm vụ ở đây thôi. Này nhận luôn. Ui, 150.000 kinh nghiệm luôn. Vãi thật, mình lên cấp 14 luôn này. À, mình bây giờ mình có thể tăng sao cho cái súng của mình lên. Ôi, cái này đắt thế nhỉ. Đấy, có phó bản tiếng Anh này anh em ơi. Rồi, mình có thể chọn sang tiếng Anh đánh này. Khiêu chiến luôn nhé. Ôi bắn đau quá. Nó đục mình rơi xuống đây là mình to luôn đó. Lại 8.000 kim cương nữa anh em ơi. Khá là nhiều kim cương luôn. Ôi nó đục mình sợ quá. Ôi
được 2 tôn luôn, 3 tôn luôn này. Ô, sao mình bay sang đây này? Anh em nhớ thấy video hay thì anh em cho mình xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh nhé. Anh em đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi, ok. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.